Phật tử, lại có 10 Long Vương Quang Minh, mưa xuống trong biển, nước đó nhiều gấp bội hơn trước. Trăm Long Vương Quang Minh, mưa xuống trong biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. Long Vương Đại Trang Nghiêm, Long Vương Ma Na Tư, Long Vương Lôi Trấn, Long Vương Nan Đà, Bạc Nan Đà. Long Vương Vô Lượng Quang Minh, Long Vương Liên Chú Bất Đoạn, Long Vương Đại Thắng, Long Vương Đại Phấn Tấn có tám mươi ức các đại long vương như vậy mỗi vị đều mưa xuống trong biển thảy đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước thái tử của long vương ta kiệt la tên là diêm phủ đàn mưa xuống trong biển nước lại nhiều gấp bội hơn trước phật tử nước trong cung điện của mười long vương quang minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước nước trong cung điện của trăm long vương quang minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước long vương đại trang nghiêm long vương ma na tư long vương lôi trấn long vương nan đà bạt nan đà long vương vô lượng quang minh long vương liên chú bất đoạn long vương đại thắng long vương đại phấn tấn tám mươi ức các đại long vương như vậy cung điện mỗi vị đều khác nhau trong cung điện đều có nước đều chảy vào biển đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước nước trong cung điện của diêm phù đàn thái tử của long vương ta kiệt la chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước phật tử long vương ta kiệt la mưa đổ xuống biển nước lại nhiều gấp bội hơn trước nước trong cung điện của long vương ta kiệt la chảy đổ ra biển lại nhiều gấp bội hơn trước nước đó chảy ra màu sắc lưu ly li xanh biếc chảy ra có thời cho nên hải triều không thất thời phật tử biển cả như vậy nước biển vô lượng các báu vô lượng chúng sinh vô lượng chỗ nương của đại địa cũng lại vô lượng phật tử ý các vị thế nào biển cả đó vô lượng chăng đáp rằng thật là vô lượng không thể ví dụ được Phật tử, biển cả đó vô lượng. Đối với biển trí của Như Lai, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, cho đến chẳng bằng một phần yêu ba ni sa đà. Chỉ tùy tâm chúng sinh mà ví dụ, nhưng cảnh giới của Phật chẳng phải ví dụ đến được. Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết biển trí Như Lai vô lượng. Vì từ lúc ban đầu phát tâm tu tất cả Bồ Tát hạnh không ngừng, nên biết máu tụ vô lượng, vì tất cả pháp Bồ đề phần giống tam bảo không ngừng, nên biết chỗ trụ của chúng sinh vô lượng, vì chỗ thọ dụng của tất cả bậc học vô học, thanh văn độc giác, nên biết trụ địa vô lượng, vì là chỗ ở từ bậc hoan hỷ cho đến bậc cứu kính không chướng ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát và vô lượng trí huệ vì lợi ích tất cả chúng sinh nơi cảnh giới như lai ứng tránh đẳng giác, nên biết như vậy.